Chào các bạn, thì sau một cái đoạn đường tuyệt vời rất là đẹp luôn mà thực sự là rất là khó khăn để mà mình có thể di chuyển tới đây, vì trời vừa sương vừa dày vừa mưa phùn mà đường thì lại rất là khó đi, mà mình mới té một cái cú té SML ở ngoài kia thì mình mới tới được Utopia. Mình cảm thấy cảnh ở đây đẹp giống như trong mơ vậy á, trong mấy cái phim mà mình coi của Hollywood á, thì tuyệt vời luôn đó các bạn. Tất nhiên là lên trên hình mình quay thì nó sẽ không có đẹp bằng cái mắt thường mà mình có thể cảm nhận được ở ngay đây lúc này. Thực sự mà nói thì nếu như mà cái cảnh mà mình đang nhìn thấy hiện tại là thời tiết đã không được thuận lợi rồi mà nó đã đẹp như vậy. Nếu như mà mình đi một ngày trời nắng nữa thì lại tuyệt vời hơn nhiều. Các bạn thấy nè, mình mới tới thì mình chưa có check in phòng, chưa có bỏ đồ vô gì nữa, mình gắn cái máy vô mình quay liền rồi. Thì trên cái đường đi á, cảnh cũng đẹp lắm nhưng mà thời tiết quá xấu luôn, mà mình thì chỉ có mình chạy xe được, mà bạn của mình á, bạn gái mình không có thể chạy được nên mình không thể nào mà gắn gimbal vô để cho bạn nó quay, nên là không có quay được cái cảnh ở ngoài đường đi. Chỉ khi mà vào trong này rồi thì mình mới quay được thôi. Bạn thấy không? Tuyệt vời. Ở đây giống như là tách biệt với lại bên ngoài luôn, tách biệt với bản. Vô bản là đã thấy xa thị trấn lắm rồi, mà vô tới đây luôn là giống như tách biệt với con người luôn vậy đó. Trong nguyên cái khu này thì chỉ có bốn cái phòng, bốn cái bungalow thôi, với lại một cái phòng tập thể. Cái bungalow mà mình sẽ ở là bungalow đó kìa. Thì giá của một cái bungalow vào ngày thường là 800.000, vào ngày cuối tuần là 1.200.000, nhưng ngày hôm nay là một ngày cuối tuần nè. Thì mình ở có, mình không có đặt trực tiếp ở đây mà mình đặt qua VN Chip. Thì lúc mà mình đặt thì mình được giảm 18% và thanh toán qua eBay mình được giảm thêm 10% nữa, thì từ 1.200.000 chỉ còn 800 mấy thôi. Thì cái ưu đãi đó thì sẽ tùy vào mỗi cái thời điểm sẽ có những cái ưu đãi khác nhau và cách mà các bạn tính toán, thì các bạn cái đó các bạn hãy tự tìm hiểu ha. Nhưng mà nếu như các bạn đặt bên Booking hoặc là Agoda thì thường nó sẽ ít có khuyến mãi lắm. Bây giờ mình sẽ chuyển nhận phòng. Dạ dạ sao anh? Em ở đây. À dạ vâng ạ. Dép kia. Dạ cho em lấy một cái dép nha. Hay là tại chỗ luôn. Dạ. Dạ. Anh ơi, giày của em đâu? Em mới té trên kia xong. Nó phải có tí nước. Dạ. Lấy trà, nước trà. Rồi. Sao không cho mình đi giày nhỉ? Mấy đứa ơi! Mở đèn lên. Mở đèn lên, mở đèn lên. Ai vậy? Nước nóng mỗi ngày được 1 chai và trà miễn phí. Coca.